Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu video clip thì tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em đã mua thịt bò khô ủng hộ cho kênh. Tôi mới để affiliate ở trên cái giỏ hàng ở trên kênh của tôi một tuần thôi, nhưng mà cũng đã có 72 đơn được bán ra rồi. Trong đấy là có một vài anh em là mua một sản phẩm và cũng có một vài anh em là mua một lúc 1 đến 2, 3 sản phẩm. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Và hiện tại thì vẫn đang còn khuyến mại anh em nhé. Tuy giá nó không được ngon như hôm trước. Hôm trước là anh em chỉ có mua thịt bò miếng với giá là 122k thôi. Thì hôm nay nó vẫn còn khuyến mại. Bình thường thì anh em sẽ phải mua một cái gói nửa cân thịt bò với giá là 160k. Thì hôm nay với thịt bò miếng, nguyên miếng nhá, nguyên miếng với nửa cân nguyên miếng thì nó sẽ là 136k. Đấy, và thịt bò mà nó là cái dạng vụn ấy, nó xé sợi ra ấy, thì nó sẽ có giá là 126k. Tôi nhớ là như thế. Anh em có thể ấn vào link ở trên giỏ hàng để biết thêm chi tiết anh em nhé. Bởi vì tại mỗi cái thời điểm khác nhau thì nó sẽ có cái mức giá khác nhau. Có thể anh em xem cái video clip này nó bị muộn rồi thì cái mức giá nó sẽ khác anh em nhé. Bởi vì nó qua cái đợt khuyến mại rồi. Đấy, còn ngay tại thời điểm mà tôi làm cái video này, tức là cái ngày mùng 4 tháng 11 năm 2024 đó, thì từ cái ngày này anh em cứ cộng khoảng 2-3 ngày nữa thì chắc chắn là cái giá nó vẫn không đổi đâu. Với thịt bò nguyên miếng thì nó sẽ là 136, và với thịt bò vụn thì nó sẽ là 126 anh em nhé. Bình thường thì anh em sẽ phải mua với giá là 160k cho nửa cân. Đấy, anh em nhanh tay nhá, khuyến mại có hạn. Đấy, và có một vài anh em có cũng có quan tâm đến cái sản phẩm này và không mua được với cái giá đấy. Anh em có nhắn tin cho tôi hỏi là tại sao quảng cáo thì bảo là bán với cái giá là 122 hay là 126, mà lúc vào mua thì nó lại là 160 hay là có lúc là 145. Thì là tại vì là như này, cái giá mà tôi giới thiệu cho anh em ấy, nó là cái giá mà để ở trên kênh của tôi, tức là được hỗ trợ, được trợ giá bởi YouTube. Anh em chỉ có thể mua cái giá đấy khi mà anh em ấn vào cái giỏ hàng từ cái kênh của tôi, hoặc là ấn từ cái link ở trên kênh của tôi. Đó là cái link affiliate, thì anh em ấn vào đấy thì anh em mới được giảm cái giá. Nó như thế anh em nhá. Bởi vì là nó được trợ giá nên anh em mua nó sẽ rẻ hơn là mua trực tiếp ở trên Shopee. Đấy, chính vì thế nên anh em phải vào bằng cái link đó thì mới được. Còn nếu mà anh em mua trực tiếp ở trên Shopee thì anh em sẽ phải mua về cái giá có thể là 140 mấy nghìn. Tức là nó vẫn được giảm giá nhưng mà nó không được giảm sâu như thế đâu. Chứ còn nếu mà giảm đến 126 ấy, tức là nó giảm phải đến 30% cái giá trị của cái mặt hàng đó. Thực tế là YouTube nó trợ giá thì mới được như thế anh em nhá. Đấy, và nếu mà anh em chưa biết thì có thể nhìn qua một chút về cái video này, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em. Đấy, và anh em cũng có thể thấy là ở thời điểm ngày mùng 4 tháng 11 là vẫn còn khuyến mại và vẫn free ship. Đấy, là anh em nhanh tay thôi nhá. Với các anh em mà thực sự có nhu cầu là mua đồ ăn vặt ấy, thì đây chắc chắn là nó sẽ làm cái món rất thời đấy anh em ạ. Anh em mua đi. Tôi khẳng định với anh em là không có lúc nào mà nó có thể giảm thấp hơn như bây giờ đâu. Rất thấp rồi đấy. Bởi vì làm sao, hiện tại YouTube nó đang kết hợp với cả Shopee, hiện tại đang trong cái giai đoạn đầu. Đấy, nên họ có trợ giá và họ đang muốn giành lại cái thị phần ở bên TikTok Shop. Chính vì thế nên là cái đợt này nó sẽ là cái đợt đầu và nó cũng sẽ là cái đợt mà giảm sâu nhất. Còn tôi nghĩ là sau này nó cũng sẽ không được giảm sâu đến như thế đâu. Sau này khi mà cái thịt bò nó hết cái khuyến mại thì tôi sẽ kiếm một cái mặt hàng khác có một cái mức giá ngon so với cái giá trị của nó, thì tôi sẽ bán ở trên kênh. Thế nên là các anh em nhớ chú ý theo dõi nhé. Biết đâu đấy lại sẽ có những cái mặt hàng mà anh em cần, anh em mua. Đấy, ví dụ như là anh em đang nhà đang thiếu một cái tua vít chẳng hạn, mà lúc đấy mà có một cái tua vít nào đấy nó đang có một cái giá rất là hời, thì có thể là tôi sẽ bán cái tua vít. Biết đâu đấy anh em lại chỉ phải mua một cái tua vít với giá 2.000 đồng. Có thể lắm chứ, đúng không? Rất có thể nó sẽ là như thế. Đấy, em cứ yên tâm nhá, nhớ theo dõi kênh của tôi. Các mặt hàng bán ở trên kênh sẽ thay đổi thường xuyên đấy. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ vào một cái con game và tôi sẽ chơi một cái đội hình cực kỳ hot nha anh em nhá. Nó sẽ là một cái đội hình mà anh em có thể mang vào Championship hiện tại để chơi và chiến thắng để vào cái vòng trong, vòng bán kết được. Đó, đấy là cái đội hình gì, hồi sau sẽ rõ. Đấy, rồi. Đầu game thì cứ nói chung là bài ra gì thì chơi đấy thôi. Ra một con Squadman 2 sao thì tạm thời là có thể gánh được rồi. Ok, Squadman 2 sao và có chén thánh nữa. Tôi đã lấy cái chén thánh đầu game rồi. Bây giờ ấy,
ở thời điểm hiện tại thì cái chén thánh là một trong những cái món đồ mà anh em có thể lấy để anh em đánh chuỗi thắng được đấy anh em ạ. Món đồ này rất ngon, rất ngon và rất là phù hợp với các anh em mà chơi Warrior và chơi Feather Fact anh em nhá. Feather Fact ở đây chắc chắn nó là cái món chấn phái hay con cây rồi, là phải lấy đấy. Thế nên là anh em mà ra được cái chén ấy thì anh em hãy lấy. Cái đấy là cái món đồ mà ngon ở trong cái tầm giá. Một cái món đồ xanh là cây mà cực kỳ ngon, với cái khả năng hồi 15 máu trên dây, nhưng mà cái phạm vi của nó là rất rộng. Phạm vi của nó là lên tới 3 ô cơ đấy anh em ạ. Và đây là tôi đang xếp như này ấy, là nó mới là 2 ô xung quanh người cái con tướng đang cầm thôi. Đấy, mới là 2 ô thôi nhá anh em nhá. Nó có thể lên tới 3 ô. Và cái khoảng cách 3 ô thì thực sự rất là rộng. Gần như là những cái con đứng hàng đầu nó có thể vươn tới những cái hàng sau của đối thủ được, để mà hồi máu được rồi. Anh em nhìn này, tất cả đều được hồi máu luôn. Đấy, xếp mà xếp tụ vào thì kể cả hai con chó sói ở đằng sau đứng là rất gần. Đấy, phù hợp với những cái đội hình mà nhiều những cái con tay ngắn. Meta này là có cái chén thánh là hay đấy. Còn nếu mà anh em chơi những cái bộ mà như kiểu là Hunter thì búa sét nó vẫn là cái sự lựa chọn hàng đầu anh em nhé. Những cái đội hình mà đánh ở giữa game mà nó chủ yếu là tăng cơ ấy thì lấy cái chén thánh. Ví dụ như là Clay. Clay bây giờ cầm chén thánh rất ngon đấy. Clay này, Warrior, rồi Goblin, Feather. Nhưng mà chủ yếu là bây giờ nếu mà anh em đánh Championship thì nó sẽ là cái bộ Feather thôi. Feather và có thể nó sẽ là Warrior. Chứ còn Clay thì tôi nghĩ là ở trong Championship thì không có đâu. Rank thì có thể là ở cái thời điểm hiện tại nó đã comeback trở lại. Đấy. Nhưng mà Championship thì không. Championship bây giờ nó là meta của Beat. Anh em nhá. Meta của Beat ấy. Trong Championship người ta đánh Beat rất là nhiều. Nên là Clay nếu mà anh em chơi mà anh em lại chơi kiểu God Clay mà dồn đồ cho rơi ấy, thì tôi khuyên anh em là bỏ đi. Anh em đừng chơi cái bộ đấy. Anh em chơi bộ đấy là anh em xuống hố luôn. Anh em bị loại luôn đấy. Nhiều Beat lắm anh em ạ. Đấy. Và một trong những cái bộ lineup mà có thể là anh em chưa kịp cập nhật meta mà anh em vẫn đang quen với cả cái meta trước, đấy chính là cái lineup Greater. Thì anh em cũng bỏ luôn đi thôi cho tôi nhá anh em nhá. Greater bây giờ thì là coi như là xuống hố rồi, không chơi được đâu. Đấy, thế nên là Greater này, Clay anh em bỏ đi. Những cái bộ khác có thể chơi được, nhưng mà hên xui đấy chính là cái bộ sáu đỏ ấy. Cũng khá là hên xui. Sáu đỏ thì ở trong truyền thuyết mà có con Storm Shaman, rồi có Light Spirit, có Bad Omen. Bad Omen thì có thể chơi được. Đấy. Còn Hunter, Hunter thì chơi được. Hunter trong trong Championship chơi được. Sát thủ, sát thủ chơi được. 9 Feather chơi được, Mage chơi được. Shaman thì có lẽ là anh em cũng nên bỏ đi nha anh em nhá, không nên chơi. Mage thì ở đây là 6 Mage rồng thôi. Đấy, hay là 9m. 9m thì nó đánh nó có thể là nó linh hoạt hơn. Có thể chuyển qua lại giữa 9m, 6 cá, rồi Warrior Fake, rồi Feather Fake các thứ. Thì đấy nó cũng nói chung nó là cái bộ Fake thôi. Đấy, còn cái bộ mà đang gọi là hot nhất bây giờ, hot nhất meta nó chính là cái bộ Beat. Thật sự Beat bây giờ nó bắp rất là mạnh luôn anh em ạ. Tại sao nó lại mạnh? Là bởi vì làm sao Greater nó đã bị lép đi. Greater phế là Beat nó lên ngôi ngay. Beat thực sự nó chưa bao giờ yếu. Trải qua cái meta trước ấy là cái bọn Greater nó lên ngôi. Và cái bọn Greater thì cái đối trọng của nó chính là cái thằng mấy cái thằng chơi mết ấy. Thì mết với cả Greater nó nhiều. Chính vì thế là Beat nó không có cái đất diễn. Đấy, nó không có khả năng là có thể chơi được ở trong meta trước. Nhưng mà meta này bây giờ thì anh em cũng biết rồi đấy. Thực sự là Greater là bây giờ là xuống hố rồi. Đấy, và còn một cái nữa mà nó ảnh hưởng đến cái bộ Beat ở cái meta trước, đấy là cái bộ Exit. Cái bộ Exit nó là chùm meta trước. Đấy, Exit rồi thì Greater nó rất là mạnh ở meta trước. Nên là Beat nó không có cửa. Nhưng mà bây giờ ấy, ở thời điểm hiện tại ấy, tại sao Beat nó lại quay trở lại? Bởi vì là Exit nó cũng đã yếu đi rất là nhiều. Đấy, Greater thì xuống hố luôn. Hai cái bộ counter rất là mạnh mẽ và cái bộ Beat thì bây giờ là nó đã xuống hố rồi. Đó, 9 Feather thì nó không còn mạnh như trước nữa. Nó không còn mạnh như meta trước là tất cả những cái con tướng nó đều có cái hiệu ứng là gọi bóng. Nó đều có hiệu ứng là khả năng né tránh. Thì bây giờ chỉ có những cái con Feather thôi. Thì đối với cái bộ 9 Feather Fake ấy,
bây giờ nó yếu hơn cái bộ 9 Feather hàng lưu rất là nhiều. Do nó chỉ có trong đội hình có 3 cái con Feather nó có cái khả năng là gọi bóng. Anh em cứ tính mà xem. Ngày trước thì tất cả anh em có 10 con là 10 con đều có khả năng gọi bóng, đúng không? Nhưng mà bây giờ không. Bây giờ chỉ có 3 con tướng có khả năng gọi bóng thôi. 3 con tướng ở trong cái bộ Feather Fake ấy. Chính vì thế nên bộ Feather Fake bây giờ đã yếu đi rất là nhiều. Lên cái bộ beat ấy, bây giờ nó đánh vào những cái con tướng mà không phải ở trong cái bộ Feather này, nó không gọi đệ nữa, nó không gọi bóng nữa, nên là nó rất là khỏe. Đấy, chứ ngày trước đấm vào con nào nó cũng có khả năng là gọi ra những cái con bóng, kể cả là những cái con đệ của beat nó gọi ra ấy. Nó đánh vào bóng, nó đánh vào cái con tướng là nó gọi ra bóng ở con đệ luôn. Thì gặp cái bộ 9 Feather Fake ngày xưa thì sợ, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó lại không sợ. Đó, nên là beat bây giờ nó comeback trở lại rất là mạnh do không có cái bộ counter anh em ạ, không có bộ counter. Đấy, còn nói là những cái bộ mết và counter ở beat thì hoàn toàn không nhá. Beat chỉ cần là kẹp với cả cá này, xong rồi cầm áo mưa thôi, cầm cầu vực thẳm thì gần như là không có cái bộ mết nào có thể ăn được. Không thể ăn được luôn ấy. Mà cái đồ của nó cũng rất là đơn giản. Chỉ cần có sách tím này, cầu vực thẳm và RO thôi là chắc chắn là đấm vỡ mồm rồi. Tất cả những cái bộ mết gặp một cái con gấu với RO và sách thì xác định luôn là không bao giờ có thể ăn được. Cái tốc độ của cái trận đấu mà có những cái bộ beat ấy nó sẽ rất nhanh. Một người chơi thì có thể là cái tốc độ trận đấu nó ở mức trung bình, tức là khoảng round 35 đến round 40 là kết thúc trận đấu. Nhưng nếu mà chỉ có từ hai ông trở lên thôi, chơi beat thôi, thì cái tốc độ nó sẽ cực kỳ nhanh anh em nhá. Nhất là cái bộ beat đẻ, beat siêu đẻ mà có hai ông trở lên thì tôi nghĩ là nó sẽ không vượt quá 35 round đâu. Đấy, thậm chí là nếu mà chơi mà xả tiền gắt nhá, mà đều là những pro player chơi beat ấy, mà xả tiền gắt thì vớ vẩn là còn trước round 30 là kết thúc trận đấu rồi. Nên là những cái nhà mết ấy, nó chưa có đồ, nó chưa thể là có thể đấu lại được với cái nhà beat đâu. Nhà beat nó chỉ cần là hai cái món tím và một cái món xanh dương thôi anh em ạ. Đấy, trong khi đấy là những cái nhà như là Gladiator hay là những cái nhà như là nhà Hunter này hay là nhà mết, nó cần phải có những cái món đồ cam thì nó mới có thể khỏe được. Đó, cái sự khác biệt nó ở cái chỗ đấy. Một cái nhà mà chơi siêu đẻ đấy, chỉ cần là đồ tím thì tôi nghĩ là nếu mà giả sử như mà có cái bộ nào mà chơi được cái bộ beat ấy thì nó chỉ là cái bộ Saman. Đấy, Saman thì may ra chơi được. Nhưng mà Saman ngày xưa thôi, chứ còn Saman bây giờ thì khó lắm. Saman bây giờ thì nó phải ra ở 5 đô thì cũng chả bao giờ có thể cân được đâu. Đấy, nên là tại làm sao mà bây giờ gần như là người ta chơi ở trong Championship, người ta chơi beat. Bởi vì làm gì còn cái bộ nào mà ăn được đâu anh em. Bây giờ bảo chơi Warrior thì dễ counter lắm. Chơi Warrior thì nó quá là bị dễ bị counter luôn. Mà cái bộ beat siêu đẻ nó cũng đâu có sợ Warrior đâu. Beat Kira rồi beat Glacier mới sợ Warrior thôi. Chứ cái bọn beat siêu đẻ thì nó cũng đánh mấy đâu mà. Toàn đệ nó đánh vào thôi là chủ yếu đâu. Thế nên là thực sự là cái bộ beat bây giờ nó đang hơi mạnh so với cái phần còn lại anh em ạ. Nên là tôi nghĩ là trong cái Championship này đang tranh thủ là cái bộ beat nó đang mạnh ấy, anh em chơi beat đi. Đấy, còn sau này khoảng 1-2 tuần nữa có khi lại vớ vẩn lại update tiếp. Update là giảm sức mạnh của beat đấy anh em. Tôi nghĩ là như thế. Ok. Trận này có khi là lên 8 thôi. Như này đi. Lên 8 thì chúng ta sẽ kẹp được thêm 2 gót giữ chuỗi. Con Swordman nó có bộ gót thì nó cũng sẽ giảm cái cooldown của nó, xoay nó sẽ nhiều hơn. Hôm nay thì tôi, mặc dù tôi sẽ không chơi beat, nhưng mà tôi sẽ chơi một cái lineup mà nó cũng là một trong những cái lineup mà có thể nói là đối trọng với cái bộ beat ở trong trong rank và cũng như là trong Championship anh em nhé. Đây là một trong những cái bộ mà khả năng là đánh được với cái bộ beat do nó có khả năng clear rất cao, clear nhanh những cái đối tượng. Đấy. Tuy nhiên là nếu mà nói là ăn được bộ beat thì nó cũng chỉ là 50-50 thôi anh em nhé. Còn so với những cái bộ khác thì vẫn có những cái bộ mà có thể ăn được cái bộ này. Đấy, cái bộ này nó rất sợ những cái bộ bắn trưởng.
rất sợ những cái line up mà nó có khả năng là khóa chiêu. Đấy, rất sợ. Thế nên là nó không phải là một cái line up mà thiên hạ vô địch. Chỉ là một cái line up để anh em tham khảo, để anh em chơi. Có thể đối đầu với những cái line up như là Beat hiện tại là có thể chơi được. Đấy, tôi đã test thử một vài trận ở trong championship rồi, anh em yên tâm. Rất là ok. Đấy. Và đấy là cái line up gì thì hiện tại nó vẫn chưa lên hình, nên là hồi sau sẽ do anh em nhé. Có một cái nữa là nếu mà anh em chơi championship thì tôi nghĩ là các anh em mà pro player thì cũng chả cần nói làm gì. Nhưng đối với các anh em mà lần đầu tiên chơi championship ấy, thì tôi khuyên anh em là nếu mà anh em đang chơi hay và ở mức rank queen thì anh em cố, anh em đừng có quá phụ thuộc vào một line up. Bởi vì thực sự là championship thì người ta đánh, người ta cũng đánh đa dạng lắm, chứ người ta không đánh một line up để cho mình có thể counter ở đâu. Thế nên là anh em, kể cả anh em vào anh em nhìn thấy beat ấy, anh em cũng đừng quá là hy vọng là anh em có thể là chơi một cái line up nào đấy mà anh em counter được beat. Bởi vì nếu mà người ta thấy anh em counter ấy, người ta sẽ có một cái sự chuẩn bị để late game người ta chuyển. Đấy là cái điều chắc chắn anh em nhá. Chắc chắn là cái điều đấy nó sẽ xảy ra. Đấy. Thế nên là cái việc mà nắm rõ được xem là cái bộ gì nó sợ cái bộ gì, line up nào, counter và line up nào, nó rất là quan trọng khi mà anh em đánh ở những cái đấu trường đỉnh cao. Nó rất quan trọng đấy. Chúng ta sẽ không thể chơi một line up từ đầu đến cuối. Đấy là cái điều chắc chắn anh em nhá. Nó sẽ phải chuyển linh hoạt tùy theo đối thủ, xem đối thủ chơi cái gì rồi mình sẽ lựa mình chơi theo. Đó. Ok, và cái việc mà anh em tận dụng được cái đoạn đầu game ấy, anh em có thể chơi một cái line up khác, nó cũng rất hay. Anh em sẽ giữ được cái lượng máu. Thậm chí là anh em có thể có chuỗi như tôi. Đấy, khi mà anh em tận dụng được tốt như quân cờ nha anh em nhá. Ra cả ngũ không này. Thực ra là nếu mà ra ngũ không thì có thể là chúng ta có thể chơi beat. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi không có chơi cái bộ đấy. Đấy, và hai con Squidman này có thể chơi God, Squidman God đỏ đúng không? Nhưng mà không, tôi cũng không chơi cái bộ đấy anh em nhá. Nên là tôi cũng sẽ bỏ qua hai con Squidman này luôn. Ok. Tôi sẽ chỉ hướng tới cái bộ mà tôi đang chuẩn bị chơi thôi. Và tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ form nó tạm thời, nó sẽ ở level 8 cái đã. Chúng ta giữ được cái chuỗi rất ngon, chỉ có để thua một round thôi. Đấy, rất là ok. Tôi lấy được cái chén thánh là chơi chuyển về Warrior đầu game, tôi chơi rất là khỏe luôn. Chén thánh là một trong những cái món đồ mà rất hợp. Đấy rồi. Ok luôn, quá tuyệt vời. Rồi. Và bây giờ thậm chí là chúng ta có thể chuyển luôn được ở cái round này luôn. Đấy. Như thế là chúng ta chuyển được luôn và chúng ta sẽ tiết kiệm được một đống tiền. Chúng ta sẽ bán đi thôi. Form về đủ bộ rồi là được rồi. Ok, sẽ lấy cái ánh mắt nhá anh em nhá. Ánh mắt AZ là một trong những cái món đồ mà không thể thiếu được ở meta này đâu. Meta mà rất nhiều những cái món đồ hồi máu, những cái con tướng mà khả năng chống chịu tăng cơ rất là cao và thường sẽ lấy những cái món đồ hồi máu chống chịu, thì ánh mắt AZ nó là cái sự lựa chọn hàng đầu ở cái món đồ xanh dương. Ok, bây giờ tôi sẽ roll kiếm con unicorn 3 sao và con cây 3 sao thôi. Trong lúc đấy tôi sẽ kiếm con Senbou lên 3 sao anh em nhé. Senbou 3 sao nữa. Đấy, và tôi đã form được cái đội hình mà tôi muốn giới thiệu cho anh em rồi. Đó chính là cái line up God Senbou làm co, Senbou Aegis làm co và kết hợp với cả Drui. Rất khỏe ở trong cái thời điểm hiện tại. Và nó có thể nói là cái đội hình đối trọng với cả cái bộ Beat. Bộ này có thể nói là một trong cái bộ mà đánh giải tán đám đông rất là thích.
Nó counter vào bộ beat, nó counter vào bộ Insectoid. Đấy, những cái bộ mà đẻ nó rất là thích chơi, có khả năng chống chịu cao, khả năng dồn đam mạnh. Nó sẽ hòa kèo với những cái bộ như là Clay, nó sẽ hòa kèo với những cái bộ như là Hunter, có thể là hòa kèo. Hunter có thể là không, Hunter nó sẽ nhỉnh hơn một chút đấy. Nếu mà gặp Hunter thì khả năng là sẽ thua. Nhưng mà gặp những cái bộ như là Warrior này, những cái bộ như là Beat, những cái bộ như là Insectoid, Goblin thì có thể ăn được nha anh em nhé. Cái bộ này nó sẽ sợ những cái bộ này. Tôi cũng chia sẻ anh em luôn để anh em biết đường mà anh em lại tránh. God Sandbow Exit nó sẽ sợ là bộ 6 cá, là sẽ sợ hàng đầu luôn. Sợ nhất là bộ 6 cá. Tiếp theo nó sẽ sợ là bộ 6 Glacier. Một cái cú bổ con này ấy, nó sẽ không có khả năng kết liễu được co. Và cái bộ 6 Glacier nếu mà có một cái hồi máu ấy, thì gần như là không có đủ đam để kết liễu anh em nhá. Nên là bộ này nó sẽ bó tay với cái bộ 6 Glacier. Tôi lấy ví dụ như 6 Glacier Tabu Witcher thì chắc chắn là một bổ của nó sẽ không thể nào có thể tiêu diệt được Tabu đâu. Ok, ui ơi anh em ạ. Vậy là anh em thấy là ở đây gặp Hunter này. Đấy, bắn cũng rất là đau đấy nhá. Hunter ở đây là chưa đủ bộ. 9 Hunter mà kẹp được với cả Tsunami là có 6 à, là có 4 cá đấy. Đấy, 9 Hunter kẹp với cả 4 cá đánh ở level 10 là có đủ cái bộ đấy, là cái bộ này này nó cũng sẽ không ăn được đâu nhá anh em nhá. Anh em lưu ý cho tôi. Bộ này còn sợ bộ gì nữa? 9 Assassin. 9 Assassin khá là sợ đấy anh em ạ. 9 Sin mà hàng Ryu mà kẹp được cá vào là cũng khá là sợ đấy nhá. Nếu mà không đủ cái đam mà kết liễu được co đối thủ là sẽ bị đối thủ là quật ngược lại luôn. Đấy. Chính ra cái bộ này nó cũng sợ khá nhiều bộ đấy. Sợ khá nhiều bộ đấy nhá. Cũng không ít đâu. Đấy, 6 Glacier mà nếu mà Clive mà kẹp 6 Glacier thì cũng sợ luôn đấy nhá. Thế nên anh em hết sức phải lưu ý cho tôi. Đấy, đây là thậm chí là ở đây nó là gì? Là Glacier kết hợp với cả Warrior này và vẫn bị đấm này. Đúng không? Thực ra Warrior thì vẫn ăn được thôi. Sợ là sợ cái bộ Clive ấy. Còn bộ Warrior này tôi nghĩ là hên xui vẫn ăn được. Trong trường hợp mà có Lancer là thường là người ta cũng sẽ có thể chuyển về 6 Glacier, 6 Warrior ấy. Đấy. Mà nó dồn đồ cho Lancer là bộ này nó cũng chịu chết luôn. Không có khả năng kết liễu đâu anh em nhá. Nếu mà đội hình mà có Lancer ấy, Secret Lancer mà đánh với cả cái con Senbow này thì Senbow không có cửa ăn đâu. Trận này là có 6 Glacier này. Đó là có thậm chí là có hai thằng 6 Glacier luôn. Mà có một cái thằng 6 Glacier là có con khỉ kết hợp với 6 Metalist đấy nhá. À 4 Metalist đấy. Cái bộ đấy cũng khá là sợ. Kể qua thì là gặp khá nhiều lineup sợ đúng không? Nhưng mà thực ra nếu mà vào trong championship mà nhiều beat thì vẫn ok anh em nhá. Nhiều beat vẫn ok. Anh em cứ tin tôi đi, tôi test rồi. Anh em yên tâm. Tôi đánh championship là có 2 trận top 2, 2 trận top 1. Anh em cứ yên tâm. Bộ này là uy tín luôn đấy. Lấy danh dự đảm bảo anh em nhá. Cứ tin ở tôi anh em thử đi. Anh em mà championship của tuần sau ấy mà anh em kiểu như anh em đang phân vân ấy, anh em có thể vào rank anh em thử. Trong rank bây giờ nhiều beat lắm. Anh em thử trong rank cũng được anh em nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ roll ở cái level 8 thôi. Bộ này cứ đánh ở 8 thôi anh em ạ. Lên 9, lên 10 thì kẹp thêm Warlock vào. Thậm chí là anh em có thể kẹp Kira. Bởi vì ở trong cái bộ này nó có sẵn hai con Druid 3 sao. Mà cái con Senbow nó luốt những cái con Druid vào ấy, nó sẽ được nhiều máu hơn. Và cái lượng đam nó sẽ khỏe hơn ấy. Cái sức mạnh của trưởng của con này nó phụ thuộc vào máu của con Senbow. Nên là máu càng nhiều thì đấm càng đau anh em nhá. Và chúng ta cũng sẽ không lấy cái gậy xanh. Con này nó sẽ lấy những cái món đồ tăng máu thôi. Ui giời ơi, đen quá nhỉ. Hơi đen. Random vào đúng cái món mà chúng ta không cần. Đây là cái món phế nhất ở trong cái con tướng này luôn.
con tướng này cầm cái cấp điên thì phế luôn, đánh rất chậm, máu thì cũng rất bé, đam thì bé, máu bé luôn. Cấp điên nó chỉ có đam to nhưng mà phải cầm vào những cái con mà gây đam cơ, chứ con này gây đam không phải đam vật lý, nên là cái lượng đam gây ra từ đánh tay của nó rất là bé, không ăn thua. Đánh chậm lắm anh em ạ. Tôi không hiểu sao con sen bầu của tôi lúc nào cũng chết đầu tiên. Thề cầm một đống đồ mà vẫn chết được. Gặp mấy cái thằng 9 warrior thì chúng ta vẫn ăn được thôi. Đen nhờ. Ui thế này phải hết tiền rồi. Mới xả mạnh tí anh em nhá. Chết cha, này hết tiền luôn hả? Ui một con nữa thôi, thiếu một con. Ui được không, được không, được không? Mày quá kịp anh em ạ. Mày thế nhở? Rồi không sao, kịp rồi. Đưa được con cây lên 3 sao mà quả để run hết tiền là cũng nói chung là cũng lỗ đấy. Run hết tiền thì nó sẽ không lên được 10. Ok. Rồi tiết kiệm tí anh em ạ. Tiết kiệm tí, tiết kiệm tí. Tầm này phải tiết kiệm thôi. Mục tiêu là ít nhất là phải lên level 9 nữa. Lên level 9 để vớ vẩn là kẹp được vào thêm một con hồi máu cho nó khỏe. Bộ này nếu mà không có Kira thì có thể là kẹp Warlock vào. Level 10 thì mới kẹp được hai Warlock anh em nhé. Bình thường là vẫn được kẹp thêm được một cái con Zipper cho nó hồi máu. Con Senbow này nó có một cái yếu điểm đấy là nếu mà máu nó giảm xuống dưới 10% ấy, nó sẽ không tung được trưởng nữa anh em ạ. Chúng ta phải có nhiều những cái con hồi máu. Đây này, gặp 9 Hunter khả năng toang là cao. Đấy, hỏng rồi. Phải lên 3 sao mới ăn được thằng này. Thấy chưa, tôi nói rồi. Gặp 9 Hunter là sợ lắm nhá. Đẩy 17 máu luôn kìa. Một 9 Hunter là có khả năng là nếu mà chạm vào người con Senbow, cái quả đầu tiên mà đẩy ra đằng sau ấy, thì nó sẽ bị lỡ mất một lần tung trưởng anh em ạ. Rồi, lên được 3 sao này. Nhưng mà vẫn chưa ăn thua đâu. Bởi vì cái đồ ấy, đồ cam của tôi là nó bị phế một đồ cam. Đấy. Chúng ta gần như là chấp đối thủ một cái đồ cam rồi. Bán Doom đi. Con Doom này nó sẽ không có slot nữa anh em nhé. Mà nói chung là cũng chả cần. Tôi nghĩ bán đi. Hai cái slot cuối cùng là cho Warlock thôi. Ok. Đấy. Đánh với cả 9 Warrior thì là ăn được này. Có khả năng hồi máu. Bộ này là nếu mà kẹp thêm hai con Druid có khả năng hồi máu rất khỏe. Unicorn với cả con cây nó đều có khả năng hồi máu và nó cũng được hưởng cái hiệu ứng gót nữa. Nên là nó hồi máu liên tục đấy anh em ạ. Bây giờ chúng ta thêm con Zipper vào nữa thì nó cũng sẽ hồi máu liên tục. Tiếc quá nhỉ. Giá nhưng mà cái món đồ cam đầu tiên nó là cái, một cái mặt nạ hút máu ấy. Đấy, sau đó là cái món đồ cam thứ hai nó có thể nó sẽ là cái bất diệt. Thì nó thực sự nó rất là tuyệt vời. Ngon nhất nó sẽ là bất diệt này, mặt nạ hút máu, khiên thiên thể, ba cái món đồ cam đó. Và cái món đồ cam thứ tư nó có thể là cái gậy hách. Đấy là gọi là tuyệt vời luôn. Còn nếu mà không có gậy hách thì có thể là sẽ lấy một cái vương miệng rực rỡ thì cũng ngon. Đó, còn món đồ tím thì sẽ là cái đồ Kira hoặc là cái giáp xoay, giáp xoay đồ Kira. Đó là những cái món ngon nhất rồi. Con Senbow này thì
những cái món mà tăng máu ấy là những cái món ngon nha anh em nhá. Anh em cứ bắp hết vào máu thôi. Đấy, máu càng nhiều càng tốt. Đây, ở đây thì có món đồ Kira này. Quá tuyệt vời. Món này chúng ta sẽ hiến tế được những cái con tướng ở trong cái bộ Druid. Nhưng mà cái món này chưa ngon bởi vì là nếu mà bây giờ ấy, mà chúng ta hiến tế thì nó bị một cái là chúng ta sẽ không có khả năng hồi máu. Anh em ạ. Chúng ta phải có món đồ cam là cái khả năng hồi máu thì như này là mới ngon. Như này bổ thì rất mạnh này. Nếu mà để như này ấy, thì bổ sẽ rất là mạnh. Có thể là một bổ là chết hết luôn ấy. Nhưng mà chúng ta phải cần phải có cái món đồ cam hồi máu. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đổi nhá. Cố gắng lấy được cái mặt lạ. Đây rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời. Có cái mặt lạ này chúng ta không cần những con Druid nữa. Ok. Để xem là một cái cú bổ con này nó sẽ như nào anh em nhá. Ui gặp ngay Hunter ạ. Nhưng mà thằng này xếp khôn quá. Thằng này xếp khôn quá. Nó tách cái đội hình ra anh em ạ. Cay thật đấy. Ui nó đẩy cả. Thằng này một máu á. Nó xếp tách đội hình ra sao cái con Senbou nó lao vào đúng cái con của cái BKB. Chán đời thật sự. Thôi tôi nghĩ lại rồi. Phải bỏ mấy cái con này ra. Cho nó làm tăng cơ đi. Như này thôi. Chúng ta có một chút xíu thôi. Giảm một chút xíu máu đi. Nhưng mà được cái là chúng ta có hai con tăng cơ 3 sao. Có khả năng hồi máu. Tôi nghĩ là như này ngon hơn đấy. Để như vừa nãy thì chúng ta mặc dù là cái con tướng chính ý, nó có nhiều máu nhưng mà xung quanh chết hết. Cú bổ bây giờ nó sẽ yếu hơn vừa nãy. Gặp Warrior này. Chúng ta bổ một phát không chết được bọn Warrior luôn. Xong bị hack luôn ạ. Tỉnh dậy phát bổ phát thứ hai là đi hết. Bổ rất đau luôn nhá. Đấy bộ này thì ăn được Warrior dễ rồi. Bổ khá là đau. Thôi chờ bây giờ tôi sẽ tiết kiệm tiền để lên level 10 kẹp thêm được cái bộ Warlock vào. Chúng ta còn 45 máu và thực sự là cái bộ này nó cũng khá là giữ máu đấy. Nếu mà có để lọt thì chắc là để lọt ít thôi. Trừ cái bộ Hunter như vừa nãy ấy, gặp cái bọn Hunter thì đúng là hơi sợ thật. Hunter thì chúng ta cần phải lên được level 10 và có nhiều đồ hơn thì chúng ta mới có khả năng ăn được. Cái tầm round 30 trở về đến round 35 này thì vẫn sợ. Còn trước round 30 thì thực sự là rất là sợ đấy. Anh em form được cái đội hình này mà gặp Hunter ở từ round 25 đến round 30 thì anh em sẽ bị đẩy nhiều anh em nhá. Thực sự là cái bọn 9 Hunter nó ở cái round 21 là đã form được rồi. Đấy nên là anh em gặp Hunter nhiều thì anh em xác định luôn. Ui cả cái bộ này nữa này anh em này. 6 Glacier kết hợp với cả 4 Meteorite ạ. Thôi chịu. Gõ phát chết luôn kìa. 6 Glacier 4 Meteorite đánh ở level 10 rồi. Đủ bộ rồi anh em ạ. Bộ này tôi cũng đã từng giới thiệu ở trên kênh rồi đấy. Rất mạnh anh em ạ. Chỉ có cái là khó, nó khó lên thôi. Chứ còn nếu mà lên được level 10 rồi thì thực sự nó rất là mạnh đấy nhá. Có thể là nó sẽ còn cân được cả bộ beat cơ. Anh em lên được cái bộ này anh em cân được cái bộ beat luôn. Con bộ không nó clear được. Nó có thể chống lại được cái bộ beat. Rất khỏe. Có điều là cái bộ 6 Glacier 4 Metallic là nó sẽ phải đánh ở level 10. Nếu mà anh em không lên được 10 thì anh em yếu hẳn luôn. Anh em chỉ đánh 2 Metallic thôi mà 6 Glacier thì anh em yếu hẳn. Từ cái khoảng mà từ level 9 lên level 10 là sức mạnh đội hình nó khác hẳn nhau luôn. À, còn bộ 9 Warrior này thì vô tư. 9 Warrior thì không phải đối thủ đâu. Thằng này sẽ đi ở đâu này đâu. Bổ rất đau luôn. Châu cỡ mấy thì cũng sẽ đi đâu. Ok. À nhưng mà cái con này của tôi nó chỉ đẩy mất 4 máu thôi. Thằng này chưa đi được. Còn 1 máu.
Ok. Đấy, đến kéo lên lết rồi. Đã 35 rồi. Nhưng mà đồ trên này nó rơi sang nhà tôi hình như là nó cũng hơi ít anh em ạ. Tôi thấy rơi sang nhà tôi toàn không rơi hoặc là rơi sang mỗi cái món đồ xám thôi. Chứ nó không rơi đồ xanh dương, nó không rơi đồ xanh lá. Nên là trận này vừa coi như là chấp đồ đối thủ một cái món đồ cam xong rồi đồ nó còn không rơi sang nữa anh em ạ. Nên là tôi trận này tôi bị thọt đồ quá. Mặc dù đội hình nó cũng đã form được nhưng mà đồ thì nó bị thọt. Bình thường là nếu mà chết nhiều như này là tầm này là phải đổi thêm được một cái món cam nữa rồi đấy. 3 món cam. Đồ round 35 là phải 3 món cam thì mới may ra. Tầm này là nếu mà tính như bây giờ là tôi mới có một món cam thôi. Chứ cái món cướp điên thì nó đâu có tính được vào là món có thể sử dụng được đâu. Con này chém tay được bao nhiêu đâu mà. Có lên lấy cái áo choàng không nhỉ? Không. Trận này là phải thế trận này phải đánh lấy cái BKB anh em ạ. BKB để chống đẩy. Chống bị Hunter nó đẩy đằng sau ấy. Chỉ khi mà chống được cái khả năng gây đam phép của Hunter thì nó mới không bị đẩy thôi anh em nhé. Những cái cú bắn mà đẩy ra đằng sau nó sẽ gây đam phép. Đấy, chính vì thế đấy là nếu mà anh em chống được đam phép thì anh em sẽ không bị đẩy. Ok. Trong cái lúc bật BKB lên thì con này nó sẽ vô tư nó lao vào Hunter, nó sẽ đập không bị đẩy ra đằng sau. Và chúng ta sẽ có thể ăn được cái bộ Hunter đấy. Rồi, đây gặp Hunter đây. Đấy, BKB sẽ không bị khống chế. Anh em sẽ đằng sau và vẩy được. Anh em thấy không? Nó sẽ không bị đẩy ra đằng sau. Nhưng mà hết BKB thì nó sẽ bị đẩy. Ây à, vẫn thua anh em ạ. Vẫn thua. Hunter bắn đau thật. Đúng là bộ này rất là sợ Hunter luôn. Rồi, tôi đã rơi ra cái món đồ xanh dương này. Đổi đồ cam thôi. Gậy hết rồi. Ok, vậy là chúng ta còn thiếu cái bất diệt. Một cái bất diệt và một cái có thể là sẽ là một cái khiên thiên thể. Hunter giờ nó chuyển sang rồng anh em ạ. Nó chuyển sang 5 rồng và nó định tung trưởng luôn ấy. 5 rồng 6 Hunter à? Đánh hơi ảo nhỉ. Nhưng mà sợ phết đấy anh em ạ. Cái round trước nó đấm tôi sấp mặt luôn. Ui, gặp thằng này gỗ không ba luôn ạ. Vậy thề. Thế thôi chịu. Trận này cố top 2 nữa. Nhìn thấy con gỗ không ba nó gõ kìa. Dã man. Không mất tí máu nào luôn mà. Anh em nhìn con gỗ không đầy máu luôn. Không mất tí máu nào nó luôn. Điều thật. Đánh cái kiểu gì lên được cũng không 3 sao. Còn một đống máu luôn. Thôi thằng này vô địch rồi. Chịu rồi. Bây giờ thì kể cả chuyện sang, chuyển sang trộm chó thì cũng không ăn được đâu. Cũng không 3 sao rồi thì ăn kiểu gì được nữa. Có bắt được đâu. Trừ khi là ra con heo lên 3 sao thì nó là không tưởng. Bây giờ với cái lượng máu như này, với cái số tiền như này thì thôi anh em ạ. Chấp nhận vị trí top 2 được rồi. Và bây giờ có top 2 được không ấy. Thằng còn lại nó chính là thằng Hunter. Thằng này nó cũng đang đấm với tôi đấy. Không biết là có ăn nổi không. Thằng này nó kẹp 4 cá nên là tôi đập nó cũng không có đau cho lắm. Ui mày thế, tí chết anh em ạ. Tí con Sambo của tôi đi. Con Sambo tôi đi là khả năng là đau này là tôi đi luôn. Rồi, thằng này đi luôn không. Chết rồi, hay quá, top 2 rồi. Còn top 1 thì không biết là có được không. Top 1 chắc là không tưởng. Thôi, đổi lốt cái món đồ cam cuối anh em nhé. Chỉ còn một slot cuối cùng thôi để cầm đồ cam thôi. Hy vọng nó sẽ là cái bất diệt. Bây giờ để mà solo với Ngộ Không thì chỉ có bất diệt để ăn được thôi.
Ui không được rồi. Khiên thiên thể này không ngon lắm. Bất diệt ngon hơn. Khiên thiên thể này thì may mắn là chúng ta sẽ phản được cái khả năng metalit của đối thủ. Ừ anh em kìa, nó phải hai phát chết ạ. Senbow bị con Ngộ Không nó đập vào hai phát chết. No hope. No hope. Last hope là không có anh em nhé. Đây là low hope luôn đấy. Chả còn cơ hội nào luôn. Bây giờ cơ hội cuối cùng là gì? Kẹp cọc. Bây giờ kiếm được con Khan, rồi thay cái con zipper ra, kẹp cái cọc vào. Cơ hội cuối cùng nó là như thế. Nhưng mà cái sau cái cú vừa rồi ấy, thì tôi phải khẳng định với anh em luôn là hết rồi đấy. Không có cửa đâu. Nhìn nó đập hai phát của tôi cứ như là kiểu năm rồng 9 mét ấy. Năm rồng 9 mét rớt RO gậy xanh ấy. Nó đập hai phát đi luôn mà. Có kịp làm gì đâu. Thậm chí không kịp tung cái lần trưởng thứ hai ạ. Sợ thật. Ngộ Không đã vụt nhanh rồi lại còn vụt hai phát đi thì thôi chịu. Metalit lổ liên tục. Khan ấy. Chào con Khan nữa. Đấy rồi. Thôi rồi. Ok anh em nhá. Đây, thay con này vào đi. Rồi, thế là hết rồi đấy. 8 máu. Anh em thấy đập cũng khá đau ấy. Nhưng mà ok, được không? Ui ôi, ui ôi, nó có cái vân diệt anh em ạ. Thôi chịu. Kể cả thắng cái round này ấy, tôi nghĩ là đến cái round sau thì vẫn thua thôi. May mắn thì vụt được nó phát thôi. Rồi ok anh em nhá. Đội hình này tôi hy vọng là anh em sẽ có thêm một cái sự lựa chọn ở trong championship. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lấy cái thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một trong những cái trận đấu rất là hay khi mà tôi chơi Warrior, 9 Warrior kết hợp với rồng mập. Tuy nhiên là thực sự con rồng mập nó không bất tử như anh em nghĩ đâu. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Nếu mà anh em chưa biết bộ 6 Glacier kết hợp với con Ngộ Không Metalit thì nó mạnh cái cỡ như nào anh em nhá. Clip bên phải sẽ là cái câu trả lời cho anh em. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!